Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thói đức đòi đức giả của các quan chức có nguyên nhân thể chế. Thói đạo đức giả thường được che đậy tinh vi nhưng bộc lộ trong điều kiện không bình thường như thời chiến chống dịch Covid-19. Hơn thế, thói đạo đức giả của quan chức có nguyên nhân thể chế mà ra. Một trong những nghĩa của từ đạo đức giả theo nguồn gốc của tiếng Hy Lạp là diễn, liên quan đến một mức độ giải thích rằng đánh giá hay phán xét. Cũng theo nghĩa triết học chính trị, đó là những kiểu tuyên bố về kiến thức mà người ta thấy thiếu, yêu cầu về sự nhất quán mà người ta không thể duy trì, yêu cầu về lòng trung thành mà người ta không có và yêu cầu về một danh tính mà người ta không nắm giữ. Đây là hình ảnh người ngồi bên cạnh ông Tô Lâm ăn món bò rát vàng nghìn đô ở Anh mới đây, là Trung tướng Tô Ân Sô đã từng bị dân mạng phát hiện đeo sợi dây thắt lưng có trị giá tới 5.000 đô la Mỹ, tương đương với 115 triệu đồng Việt Nam. Trước phiên xử 29 người ở dân Đồng Tâm hồi tháng 9 năm 2020, Trung tướng Tô Ân Sô trong vai trò Chánh văn phòng Bộ Công an đã gọi cụ Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Ngoài ra, đạo đức giả chính trị được mô tả thực chất là việc sử dụng mặt nạ một cách có ý thức để đánh lừa công chúng và đạt được lợi ích chính trị của mình. Trước hết, xin dẫn hai minh chứng hình ảnh gần đây nhất được truyền thông phản ánh nhiều có liên quan đến chống dịch Covid-19 hiện nay. Đầu tiên, nếu bạn để ý theo dõi các phát ngôn của lãnh đạo trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, thì cụm từ mỗi phường, mỗi xã là một pháo đài chống dịch là câu cửa miệng. Nếu ông Thủ tướng hay Chủ tịch nước nói ra là một nhẽ, nhưng đằng này các lãnh đạo cấp địa phương, tỉnh thành, quận huyện hay các vị lãnh đạo ban ngành cũng như mặt trận, y tế và các hội cũng đều lặp lại thông điệp như một con vẹt trong hầu hết các cuộc họp chuyên môn hay họp bàn về chống dịch mà họ chủ trì. Đành rằng đây có thể là phương châm chỉ đạo, nhưng cụ thể như lực lượng y tế, cứu trợ ở mỗi địa phương, mỗi cấp thế nào thì không có phương án thực hiện. Và tại sao ông chủ tịch thành phố hay chủ tịch quận không đi kiểm tra cấp cơ sở, để đến khi ông thủ tướng kiểm tra đột xuất thì mới rõ ở phường thậm chí không có ai là lãnh đạo trực và không có bất kỳ phương án phòng chống dịch nào. Một vị giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan có chức năng cứu trợ người dân, nói trong một buổi họp báo rằng trong đợt dịch này không có ai bị đói hay thiếu ăn. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, người đã nói câu không có ai thiếu ăn khốn khổ vì dịch. Khi báo chí dẫn lời ông thì ông ta cãi rằng không nói như vậy, cho đến khi phóng viên được băng ghi âm làm bằng chứng, ông ta mới buộc phải nhận. Thói độ đốc giả của ông này không những chỉ thiếu trung thực, coi thường giới báo chí, sợ trách nhiệm mà còn vô cảm khi định giấu giếm thực tế rằng đợt dịch này đã có hàng chục triệu người lao động nghèo thêm nghèo, phải tìm cách thoát thân khỏi tâm dịch để về quê. Hàng nghìn em nhỏ mồ côi cha mẹ, nhiều người dân trong ngõ hẻm sâu không thể được tiếp cận lương thực, thực phẩm thiết yếu, thuốc men kịp thời. Hàng chục nghìn tỷ đồng tiền cứu trợ cho các đối tượng nghèo nhưng còn lâu mới có thể đưa cuộc sống của họ trở lại bình thường. Thói đạo đức giả của quan chức có hai nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trước hết, cá nhân các quan chức không tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức. Họ cũng chẳng nghe theo lời răn dạy hay tấm gương của lãnh tụ mà hàng ngày họ vẫn ca tụng, nên đã dần dần suy thoái đạo đức, lối sống trở nên tệ hại. Hơn thế, nhiều kẻ trong số họ có quyền chức bằng cách trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm cán bộ, nhân viên theo cái gọi là trật tự ưu tiên, gồm nhất hậu duệ, nhi tiên tệ, tam quan hệ, tứ đồ đệ, khiến tình hình suy thoái trở nên nghiêm trọng hơn, mang tính hệ thống. Cũng vậy, nguyên nhân sâu xa là do thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực cần thiết như đối trọng chính trị, cơ chế công khai minh bạch, giải trình trách nhiệm trước nhân dân. Đây là hình ảnh người viết quyển sách phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ. Chính là ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã vì ăn hối lộ nên đã bị xử tù giam trong vụ AVG. Đạo đức là thuộc tính cá nhân, thường hình thành trong mối quan hệ tương tác của đời sống thực của xã hội. Trong đó, thể chế chính trị và kinh tế, đời sống, người dân và các quan chức là các bộ phận liên quan và tác động qua lại. Tuy nhiên, chế độ toàn trị đã tách biệt hệ thống chính trị, trong đó chế độ đặc quyền, đặc lợi riêng, công tác cán bộ là khép kín. Nội bộ xa rời cuộc sống thực trạng đang chịu tác động
bởi thị trường, đòi hỏi sự phân quyền và các giá trị dân chủ. Trong bối cảnh xa đảng, gần tiền, chủ nghĩa xã hội đã phát tác và các quan chức bề ngoài như lời nói, cao đạo, tỏ ra trung thành với đảng, với lãnh tụ, lý tưởng cộng sản, nhưng bên trong là hành vi nhận hối lộ, tham nhũng, tiêu cực vô cùng ghê gớm. Và chiến dịch đốt lò chỉ là giải pháp cho phần nổi của tảng băng trôi. Kẻ đạo đức giả chỉ lộ diện khi quá khứ nhung chàm bị phát hiện và đưa ra tòa. Nhưng con số này thì không xuể với gần 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vì chỉ những người này mới có thể tham nhũng được mà thôi. Cũng có nhiều minh chứng cho nhận xét này, xin dẫn một vài trường hợp xảy ra gần đây như sau. Một vị giáo sư, tiến sĩ, giám đốc một bệnh viện lớn của nhà nước vừa kết thúc chỉ đạo chống dịch với tư cách là giám đốc một bệnh viện dã chiến trong vùng tâm dịch, liền bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái quy định đấu thầu thiết bị y tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên đại biểu, giám đốc bệnh viện Bạch Mai vừa bị khởi tố vì tham nhũng. Ông ta từng có nhiều phát ngôn, lời hay ý đẹp trên nghị trường về y đức, về phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo và về nỗi đau của bệnh nhân, nỗi nghèo khó của gia đình họ, vân vân. Khi ông là đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông này từng là một trí thức giỏi chuyên môn, từng được đảng để mắt tới nâng đỡ, tạo cơ hội quy hoạch theo cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Dư luận cũng tiếc nối một tài năng ngành y, một bàn tay vàng trong các ca phẫu thuật cứu các bệnh nhân tim mạch hiểm nghèo. Nhà nước sinh ra là để cai trị, tuy nhiên chế độ dân chủ theo cố thủ tướng Anh Churchill là mô hình nhà nước đỡ tồi tệ hơn cả khi quyền lực được phân lập và bị kiểm soát bởi người dân. Chính trị là một nghề, bởi vậy cần có sự chuyên nghiệp. Quan chức cũng là diễn viên trên sân khấu chính trị, họ phải cố diễn sao cho tròn vai, tùy thuộc ai thuê họ. Bản chất sự việc rằng tiền ngân sách nhà nước nuôi bộ máy lãnh đạo và tiền thuế của dân bằng tiền thuế của dân. Vì vậy, người dân phải có quyền đòi hỏi một thể chế sao cho họ có thể quyết định sinh mạng chính trị của bất cứ quan chức nào trong hệ thống này. Nếu ai muốn trở thành chính khách, anh ta phải thể hiện năng lực và phẩm chất qua sự cạnh tranh công khai và được chọn lựa bởi số đông dân chúng. Người thắng cuộc buộc phải nỗ lực thực hiện các cam kết trước cử tri trong suốt nhiệm kỳ bởi cơ chế minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đây là hình ảnh miếng thịt bò dắt vàng nghìn đô được đút tận miệng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, được dân mạng so sánh với suất ăn bún chả của ông Tổng thống Mỹ Barack Obama tại phố Huế, Hà Nội với giá chỉ vài chục nghìn đồng Việt Nam. Ngoài ra, quy định về việc phế truất tồn tại trong nhiều chế độ dân chủ phát triển cũng không cần phải có nhiều kiến thức về chế độ dân chủ như vậy. Sau nhiều người Việt Nam vẫn còn ấn tượng vào các chuyến công du của các Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Ví dụ vào năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama khi phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ông ấy với mở đầu bằng việc dẫn hai câu trong thơ với tiêu đề Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt như sông núi, nước Nam, vua Nam ở, danh danh định phận tại sách trời, đã để khéo léo khẳng định việc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông còn lại kiểu rằng, rằm trăm năm cũng từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi, như một cam kết lòng tin khi kết thúc bài phát biểu. Buổi tối ấy, ông đã đi ăn bún chả tại cửa hàng Bình Dân ở phố Lê Văn Hưu, Hà Nội. Thói đạo đức giả của quan chức Việt Nam cũng cần bị lên án và loại bỏ khỏi sân khấu chính trị bởi cơ chế kiểm soát quyền lực bởi nhân dân, phù hợp với thực tế thị trường. Liệu cải thiện hiện nay có thể hướng đến một thể chế như vậy hay không ở Việt Nam đang là câu hỏi được đặt ra và cần sự nỗ lực của hàng triệu người dân trong nước cùng hưởng ứng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2021 với bản tin Thói đạo đức giả của quan chức có nhiều nguyên nhân thể chế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa